Thưa quý vị, đợt thiên tai mưa lũ, bão lịch sử diễn ra vào tháng 9, tháng 10 khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Song hành cùng việc tổ chức tìm kiếm người mất tích và cứu trợ thì việc khôi phục, phục hồi sau thiên tai đang được Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các bộ ngành và chính quyền các địa phương và nhân dân khẩn trương thực hiện. Trong đó chú trọng vào xây dựng những ngôi nhà an toàn cho vùng bão lũ và để nhân rộng mô hình này. Đó là nội dung được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh tại hội thảo khoa học chuyên ngành diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Tại hội thảo, lãnh đạo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung là rất bất thường về cường độ cũng như thời gian kéo dài nên gây thiệt hại lớn. Những ngôi nhà chống bão lũ được xây dựng những năm qua ở miền Trung đã phát huy tác dụng rất nhiều, không chỉ đảm bảo an toàn cho gia đình mà những hộ dân sinh sống xung quanh cũng có thêm nơi tránh trú tạm thời trong thời điểm lũ dâng cao. Về nguyên tắc xây dựng nhà an toàn trong bão lũ trong thời gian tới, cần phải rẻ, dễ làm, chắc chắn, phù hợp với văn hóa của từng địa phương với sự hỗ trợ một phần của nhà nước. Thực ra chúng ta sẽ không có một cái mô hình nào hoàn hảo, vì mỗi một cái mô hình thì nó đều có thể tương ứng thích ứng với một cái điều kiện cụ thể. Nhà nổi thì với những cái vùng mà lụt sâu thì rất là phù hợp, nhưng mà nhà nổi thì vấn đề đặt ra bây giờ là làm thế nào mà cái công năng sử dụng nó thường xuyên. Thì đây là một vấn đề. Thứ hai nữa là làm thế nào để mà bất cứ trong trường hợp nào cũng phải an toàn. Còn nhà cố định ấy, thì chúng ta sử dụng được thường xuyên. Nhưng mà vấn đề đối với nhà cố định, trong cái điều kiện mà các cái cột mốc lũ lịch sử càng ngày càng thay đổi và càng ngày càng cao lên, thì làm thế nào cho phù hợp với điều kiện này. Tóm lại là giải pháp có hai cái loại hình như thế. Thì lựa chọn thì chúng ta phải tính toán để phù hợp với điều kiện của địa phương, điều kiện của từng gia đình, tức là kinh phí, và cũng phải phù hợp với cần văn hóa nữa. Nhà chống lũ đã triển khai trên diện rộng rồi. Tại vì nhà chống lũ là một cái quỹ do Chính phủ ra quyết định thành lập và đã triển khai trên toàn quốc, chứ không phải trên phạm vi của một khu vực hay là một vài tỉnh. Nhà chống lũ triển khai từ Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, và sẽ tiếp tục triển khai trên các cái địa bàn bị tổn thương bởi thiên tai, sẽ cố gắng huy động hết nguồn lực để giúp đỡ các cái hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn ở vùng lũ mà bị tổn thương bởi thiên tai sẽ có nhà an toàn. Những tài liệu khoa học được trình bày và chia sẻ tại hội thảo đã được đúc kết từ kết quả nghiên cứu và thực tiễn từ các chương trình khoa học công nghệ, chương trình hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức quốc tế như quyết định số 48 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà phòng tránh bão lụt khu vực miền Trung, dự án GCF cho nâng cao năng lực hứng chịu thiên tai của người dân ven biển miền Trung, chương trình quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững và các chương trình phòng chống thiên tai liên quan. Người nghèo là nhóm dễ bị tổn thương nhất khi đối mặt với thiên tai bởi họ thiếu nguồn lực để tự phục hồi. Từ thực tiễn đó, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ tiếp tục phối hợp với nhiều đơn vị, tổ chức, các nhà tài trợ để có những mẫu nhà, mô hình chắc chắn, hiệu quả bền vững cho từng vùng miền, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong các đợt thiên tai lớn.